Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến phiên tòa xét xử đại án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã ngất xỉu, đổ xuống khi nghe đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình. Chiều 19 tháng 3 sau phần luận tội, đại diện cơ quan công tố tại tòa đề nghị tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan về tội tham mô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt mức án tử hình. Khi nghe đến mức án này, bà Trương Mỹ Lan đã ngất xỉu. Ông Chu Lập Cơ bị đề nghị từ 11 đến 12 năm tù. Trương Huệ Vân, cháu gái và là con nuôi của Trương Mỹ Lan bị đề nghị từ 19 đến 20 năm tù. Các bị cáo khác là cựu lãnh đạo ngân hàng SCB gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không thể khắc phục. Bùi Anh Dũng, trung thân. Võ Tấn Hoàng Văn, trung thân. Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị mức án đối với năm bị cáo đang bị truy nã và được xét xử vắng mặt. Cụ thể, Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch ngân hàng SCB, trung thân. Bị cáo Trầm Thích Tồn, thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB, bị đề nghị 15 đến 16 năm tù. Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, bị đề nghị 16 đến 17 năm. Nguyễn Lâm Anh Vũ, phó giám đốc ngân hàng SCB chi nhánh Bến Thành, bị đề nghị từ 12 đến 13 năm. Trương Minh Dũng, phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB đang bỏ trốn, bị đề nghị 16 đến 17 năm tù. Nhóm các bị cáo là cán bộ thanh tra, bà Đỗ Thị Nhàn nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2, Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước, trung thân về tội nhận hối lộ. Bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Nguyễn Văn Hưng, nguyên Phó tránh Thanh tra, phụ trách Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước, bị đề nghị 14 đến 15 năm tù cùng tội danh Nguyễn Thị Phụng, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, ngân hàng nhà nước, bị đề nghị 4 đến 5 năm tù. Các bị cáo khác bị đề nghị từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo từ 3 đến 4 năm tù. Nhóm các bị cáo là cán bộ thanh tra giám sát thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm Nguyễn Văn Dũng, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, 11 đến 12 năm. Nguyễn Thị Phi Loan, nguyên phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, 6 đến 7 năm. Võ Văn Thuần, Phó Tránh Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 7 đến 8 năm. Phan Tấn Trung, Phó Tránh Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 7 đến 8 năm. Nguyễn Tín, Nguyên Thanh tra viên, Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải cũ, thuộc cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước 5 đến 6 năm. Nguyễn Cao Chí bị đề nghị 10 đến 11 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường toàn bộ số tiền 677.000 tỷ đồng và lãi phát sinh thiệt hại cho SCB. Đối với Nguyễn Cao Chí, tạm giữ tiền kê biên bất động sản của Chí để đảm bảo thi hành án. Tiếp tục kê biên tài sản của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Với 1.169 bất động sản, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giải quyết theo quy định pháp luật. Các mã tài sản đang thế chấp tại SCB, giao cho SCB thu hồi nợ. Cơ quan công tố đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi, tự nguyện khắc phục thiệt hại, trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan. Liên quan đến những sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt, và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước. Ngoài ra, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân còn cho rằng, bị cáo Lan không hề ăn năn còn đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới quyền và các bị cáo khác ở SCB. Sáng ngày 19 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gọi tắt là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB). Đây là ngày xét xử thứ 10. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện quyền công tố bắt đầu phần luận tội đối với 86 bị cáo trong vụ án. Theo đó, hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức làm mất niềm tin của nhân dân. Quá trình điều tra vụ án cũng đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan. Từ ngày bắt đầu diễn ra phiên xử, ngày 5 tháng 3, bị cáo Trương Mỹ Lan liên tục phủ nhận hành vi phạm tội mà cáo trạng cáo buộc. Trong khi đó, nhóm lãnh đạo cán bộ SCB là những người am hiểu pháp luật, giỏi chuyên môn thừa nhận tiếp tay cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút ruột ngân hàng, tổng thiệt hại được xác định là 498.000 tỷ đồng. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước đây là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo ngoài ra đại diện viện kiểm sát nhân dân còn cho rằng bị cáo lan không hề ăn năn còn đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền và các bị cáo khác ở scb do đó cần nghiêm trị tương xứng đối với hành vi phạm tội Vị đại diện nhận định đến trước thời điểm tái cơ cấu SCB ngày 1 tháng 1 năm 2012, bị cáo Trương Mỹ Lan đã sở hữu trên 80% cổ phần của SCB thông qua Công ty Cổ phần Tài chính Việt Vĩnh Phú và các cổ đông khác đứng tên thay. Đến năm 2018, tỷ lệ cổ phần SCB mà bị cáo Lan nắm là hơn 91%. Với quyền lực cổ đông, bị cáo Lan dễ dàng điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB ngay từ khi hợp nhất đến khi khởi tố vụ án nhìn lại những tình tiết nổi bật trước khi viện kiểm sát nhân dân đề nghị án đối với bị cáo trương mỹ lan trong những ngày xét hỏi vừa qua, cũng giống như tại cơ quan điều tra bị cáo Trương Mỹ Lan không nhận tội. Theo cáo buộc, sau khi hợp nhất ba ngân hàng thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Ngân hàng SCB bà Trương Mỹ Lan nắm giữ 91,5% cổ phần. Nằm trong tay, SCB bà Trương Mỹ Lan đã thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng này, sử dụng SCB như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác, sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống, phục vụ cho mục đích cá nhân. Trong vòng 10 năm, từ 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB 498.000 tỷ đồng. Trong khi các bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên của ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Pháp và ngay cả bị cáo Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân đều thừa nhận hành vi phạm tội và khai làm theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, thì bà Lan vẫn một mực không nhận tội. Tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận cáo buộc của Viện Kiểm sát Bà Lan cho rằng, bản thân chỉ nắm giữ 4,9% cổ phần SCB, hai người con gái mỗi người 5% và 30% là của cổ đông nước ngoài. Các bạn bè ở Việt Nam nắm 30%. Khi chủ tọa đặt câu hỏi, tất cả những người có cổ phần tại SCB đều khai là đứng tên dùm bị cáo. Bị cáo giải thích gì vì điều này? Bà Lan khai bạn bè của bị cáo là Việt Kiều, Canada, Úc. Theo quy định không được đứng tên mua cổ phần nên phải tìm người Việt Nam đứng tên giúp trước lời khai này của bị cáo chủ tọa đặt câu hỏi bị cáo nghĩ gì về việc cả chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc lãnh đạo cán bộ của scb và tập đoàn vạn thịnh pháp đều khai làm theo chỉ đạo của bị cáo ngay cả các bị cáo của đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước đều khai trình độ quản trị của các lãnh đạo scb là rất yếu không theo quy định của ngân hàng nhà nước phải làm theo chỉ đạo của trương mỹ lan Bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn khẳng định mình không có nghiệp vụ ngân hàng, không hề điều chỉnh chỉ đạo gì về hoạt động của ngân hàng SCB về cáo buộc đưa người thân tín vào SCB nắm giữ các chức vụ quan trọng. Bà Lan khẳng định những người ở SCB không phải thân tín của mình. Dù không nhận tội nhưng bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị dùng tài sản là bất động sản, công ty của mình gồm bất động sản, dự án, cổ phần tại những công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để khắc phục hậu quả, trong đó có tòa nhà Capital Palace và khách sạn Daiu đều ở quận Ba Đình Hà Nội. Tuy nhiên Bà Lan lại xin giữ lại căn biệt thự cổ ở 112 Võ Văn Tần, quận Ba, thành phố Hồ Chí Minh vì lý do bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa cho Việt Nam. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn Cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuộc ngân hàng nhà nước được cử làm trưởng đoàn thanh tra SCB. Quá trình đó bà Nhàn và thuộc cấp phát hiện hàng loạt những sai phạm tại SCB. Biết sự việc bại lộ bà Trương Mỹ Lan đã cho Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc và Đinh Văn Thành, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB hiện đã bỏ trốn 4 lần tới gặp bà Nhàn để lót tay 5,2 triệu đô la tương đương 130 tỷ đồng. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn thừa nhận có 4 lần đưa tiền cho bà Nhàn. Trong đó, lần thứ ba khi tới bà Nhàn không có nhà nên đã cho văn mật khẩu cửa nhà để đưa tiền hối lộ vào bên trong. Theo cáo buộc giữa tháng 3 năm 2018, Thành và Văn lên phòng làm việc của bà Nhàn, ở trụ sở cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, đưa cho bà này một túi quả cherry và một túi đựng 200.000 đô la, sau đó bà Nhàn mang số tiền này về nhà cất. Tiếp đó, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2018, Văn và lái xe đã mang thùng xốp đến nhà riêng của bà Nhàn. Trong đó, một lần thùng đựng 1 triệu đô la, hai lần khác mỗi thùng 2 triệu đô la. Tại tòa Văn khai khi mang những thùng xốp tới nhà bà Nhàn, bị cáo nghĩ đó là trái cây, sau này mới biết đó là những thùng chứa tiền và do được đóng gói kỹ nên bị cáo không biết trong đó có bao nhiêu. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, ngân hàng nhà nước cũng được SCB biếu 390.000 đô la. Các cán bộ khác trong hai tổ thanh tra đều nhận được quà từ bà Trương Mỹ Lan, người ít nhất là 1.000 đô la và 20 triệu đồng, người nhiều nhất là 20.000 đô la và 210 triệu đồng. Dù thực trạng tài chính của SCB rất nghiêm trọng, lẽ ra phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, chuyển cơ quan chức năng xem xét xử lý. Nhưng sau khi nhận tiền, bà Nhàn và ông Hưng và các thành viên hai tổ thanh tra đã bao che sai phạm, thừa nhận hành vi nhận hối lộ 5,2 triệu đô la của lãnh đạo SCB. Nhưng bà Nhàn lại khai, khi Văn đưa tiền, bà từ chối không nhận. Nhưng vì Văn nói, đừng làm khó Văn và tự làm khó bản thân, nên bị cáo buộc phải nhận về việc bỏ qua cho SCB bà Nhàn Khai làm theo chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Hưng. Trong khi đó, ông Hưng khẳng định mình không chỉ đạo thuộc cấp, nhưng ông Hưng thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng và có nhiều lần nhận tiền, quà của ngân hàng SCB vào những dịp lễ Tết. Đại diện của SCB là ông Hà Thế Định, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng SCB, không đồng tình với xác định số tiền thiệt hại là 498.000 tỷ đồng của cơ quan điều tra. Ông Định đề nghị hội đồng xét xử xác định bà Lan và các bị cáo phải bồi thường cho SCB số tiền thiệt hại tính đến ngày 5 tháng 3, ngày mở phiên tòa là hơn 760.000 tỷ đồng, hơn 482.000 nợ gốc, 277.830 tỷ đồng lãi và lãi phát sinh cho đến khi nào SCB thực nhận được tiền đồng thời đề nghị hội đồng xét xử giao cho SCB toàn quyền sử dụng, khai thác đối với 1.166 mã tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan dùng đảm bảo cho các khoản vay của hệ sinh thái vạn thịnh phát. Phía SCB cũng đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục truy tìm, phong tỏa, kê biên các tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm cùng các tổ chức có liên quan còn chưa được kê biên, phong tỏa, giao cho SCB để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, đại diện ngân hàng SCB cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét buộc 5 công ty thẩm định liên đới bồi thường cho SCB. Hai tuần diễn ra phiên tòa, các bị cáo đã có những lời khai về hành vi phạm tội được nêu trong cáo trạng. Trong đó đáng chú ý nhất là lời khai mâu thuẫn của ông Nguyễn Văn Hưng, 66 tuổi, quê thành phố Hà Nội, cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước. Với bà Đỗ Thị Nhàn, 58 tuổi, quê Thái Bình, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 về sai phạm trong việc thanh tra SCB. Tại phiên tòa ngày 8 tháng 3, bà Nhàn thừa nhận kết luận thanh tra đã không phản ánh đúng thực tế khách quan. Bà Nhàn không sửa mà chỉ bổ sung phần kết luận và khoản vay xếp nhóm 3 đến 5, nhưng lại xếp vào nhóm 1 là theo chỉ đạo của ông Hưng. Bà Nhàn còn khai bản thân bà đã hết sức cố gắng khi thanh tra và các báo cáo đều xác định đủ điều kiện đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt, chuyển cơ quan điều tra. Trong khi đó ông Hưng khai bản chất của việc thanh tra SCB là thanh tra định kỳ chứ không phải là thanh tra đột xuất và sau này làm việc với cơ quan điều tra thì ông mới phát hiện có sự sai lệch về mặt số liệu trong báo cáo. Ông Hưng nói xin chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu, bản thân có thiếu sót, thiếu kiểm tra giám sát trong quá trình thanh tra dẫn đến không phản ánh thực tế, làm sai lệch kết quả tài chính của SCB. Đáng chú ý ông Hưng cho rằng, việc chỉ đạo thu hẹp phạm vi thanh tra theo kế hoạch 92 sang 99 do bà Nhàn đề xuất thay đổi vì thời gian không nhiều, khối lượng công việc quá lớn. Ông Hưng trình bày và khai do gần về hưu nên không dành toàn sức toàn tâm cho việc thanh tra dẫn đến sai phạm. Được xét hỏi lại nội dung này vào phiên tòa ngày 14 tháng 3, ông Hưng khai ông là người ký quyết định thanh tra, chứ không phải là người phụ trách thanh tra giám sát, không chỉ đạo làm sai lệch kết quả thanh tra. Ông Hưng còn nói có đọc báo cáo của đoàn thanh tra và là người chấp thuận báo cáo của đoàn thanh tra để báo cáo lên ngân hàng nhà nước. Ông Hưng khai không nhớ rõ có tham gia các cuộc họp mà các thành viên đoàn thanh tra báo cáo kết quả và trong quá trình thanh tra thì không được gửi các kết quả cho thành phần hội đồng quản trị, ban kiểm soát của ngân hàng. Trong khi đó, bà Nhàn khai rằng báo cáo kết quả thanh tra lần một là đúng, sát với kết luận thanh tra thực tế và đã trình cho ông Hưng để báo cáo nội dung cho ngân hàng nhà nước và chuẩn bị cho cuộc họp báo cáo chính phủ. Nhưng ông Hưng đã chỉ đạo sửa lại sau đó bà nhàn chỉ đạo cho cấp dưới là nguyễn thị phụng nguyễn tuấn anh vũ khánh linh sửa lại Thanh tra đợt 1 với thời hạn 45 ngày kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2017 với 5 tổ công tác và do bà Nhàn làm trưởng đoàn. Nội dung thanh tra gồm hoạt động cấp tín dụng từ 30 tháng 6 năm 2014, các khoản lãi và phí phải thu, thực trạng xử lý nợ xấu, thực hiện kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2015-2019 của Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu lại xử lý nợ xấu của SCB, trong đó tập trung đối với các nội dung chủ yếu về việc thực hiện cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với các phương án dự án tái cơ cấu đánh giá hoạt động quản trị, điều hành của SCB đối với các nội dung thanh tra. Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra của các thành viên trong đoàn và các tổ thanh tra ngày 18 tháng 12 năm 2017, đoàn thanh tra đã lập ký biên bản làm việc với SCB với 7 sai phạm, trong đó nổi lên sai phạm về phân loại nợ xấu sang nhóm cao hơn. Đợt thanh tra lần 2 được tiến hành trong 15 ngày, kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2018 với 3 tổ công tác, để làm rõ 3 nội dung gồm làm rõ các vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng và cho vay, dịch chuyển dòng tiền nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị chuyển cơ quan chức năng xem xét xử lý theo quy định. Xác định thực trạng cấp tín dụng, việc sử dụng tiền vay, mối quan hệ sở hữu của nhóm Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan đối với nhóm 71 khách hàng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thanh tra hoạt động cấp tín dụng và thu nợ của SCB đối với các khách hàng tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai còn dư nợ tại thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2018 và đến thời điểm thanh tra, thanh tra việc chấp hành quy định về giới hạn cấp tín dụng trong việc cấp tín dụng của SCB đối với các khách hàng có dư nợ tại thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2018. Theo cáo trạng, đoàn thanh tra đã bao che sai phạm theo đề xuất kiến nghị của SCB báo cáo đề xuất không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra, điều chỉnh kế hoạch thanh tra không đúng chỉ đạo của chính phủ theo hướng có lợi cho SCB. Dự thảo kết luận thanh tra không khách quan, trái pháp luật, nhận tiền, quả và lợi ích vật chất khác của SCB để làm trái công vụ trong quá trình thanh tra. Trong quá trình thanh tra tại SCB, các bị cáo đã nhiều lần nhận tiền, quà biếu của SCB để thực hiện những hành vi sai phạm nêu trên. Trong đó, ông Hưng đã nhận 390.000 đô la cáo trạng cũng xác định ông hưng là người ra quyết định thanh tra trực tiếp chỉ đạo bà nhàn và có trách nhiệm báo cáo kết quả thanh tra lên ngân hàng nhà nước và chính phủ bà nhàn thực hiện chỉ đạo của ông hưng trực tiếp chỉ đạo bà phụng và tổ tổng hợp lập chỉnh sửa các báo cáo của đoàn thanh tra dự thảo kết luận thanh tra các thành viên còn lại của đoàn có vai trò thực hiện đồng ý theo ý kiến chỉ đạo đã báo cáo không đầy đủ không trung thực bao che sai phạm của scb lên lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ ra kết luận thanh tra theo hướng không đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt để SCB tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, không chuyển hồ sơ sai phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định, ưu tiên áp dụng giải pháp kinh tế. Các việc làm trên dẫn tới không kịp thời ngăn chặn để bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút sử dụng tiền của SCB trái pháp luật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Những thông tin mới nhất về vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.